Vâng, xin chào toàn thể anh em audio đã lại quay lại với Phạm Thức Audio ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 11. Và trong video này, em xin phép được test chiếc 2L3N cho một anh. Anh ấy ở Bắc Ninh, anh đã đặt tiền và cái sản phẩm 2L3N vang rời này thì em xin phép test riêng cho anh. Ngoài ra, trong video này xin giới thiệu đến quý vị bạn là em đã dọn dẹp và vệ sinh xong tiếp tục hai cặp loa BMB 450C, một sản phẩm mà anh em trong thời gian vừa rồi rất tin tưởng bên em và ủng hộ bên em. Anh em lưu ý nhé, cặp loa nào cũng sẽ có số seri và số seri của nó anh em nhận hàng thì sẽ kiểm chứng theo. Và mỗi một video em test lên thì em sẽ báo cáo tới quý vị các bạn seri của từng cặp loa một. Trước tiên thì cho em xin phép được giới thiệu hai cặp loa đã, rồi cuối video em sẽ test cụ thể chiếc âm ly này về vấn đề nhạc và vang. Cặp loa trước tiên là cặp loa bên phải. Về độ đẹp thì cặp loa bên phải này sẽ không có độ đẹp bằng cặp loa bên trái. Đấy, coi như cặp loa này là cặp loa số 1. Không đẹp nhưng mà so với bên em thôi. Còn so với thị trường thì các bác cứ nhìn kỹ từng góc cạnh một này, các bác sẽ biết là cái độ đẹp của nó vẫn gọi là xuất sắc. Đấy, đây là đằng sau của nó. Số seri của cặp loa này là 2012248. Đây, Made in China. Bên em sẽ dán tem cả vào đây nhé, để đảm bảo cho anh em là hàng bên em. Cặp loa này thì nó bị một cái nhược điểm là cái phần đế dưới này của cái loa này, nó bị sần sùi như này, các bác nhìn thấy chưa. Nó do vận chuyển nên nó để tì lên một cái sản phẩm khác thì nó bị xước một chút nha. Đấy, thì cặp loa này xin báo giá tới quý bạn. Đây chiếc này thôi nha, chiếc này bị xước nhài nha. Còn chiếc bên này này, chiếc bên này đây, đây. Chiếc bên này thì gần như là ok hết. Đấy, các cái bo cạnh của nó đây. Đấy, cái chỗ này nó hơi dập dập một chút, hơi có vết dập dập một chút, thế thôi, mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh. Còn đấy căng của nó đây, bát của nó đây. Hàng bên em thì luôn luôn dán tem ở bên trong cổ để cho anh em có thể mở ra để kiểm tra, kiểm chứng. Gân này bên em đã thay nhá. Đấy, đã thay và gân rất tốt luôn. Đây không phải vết xước đâu, đây là vết bẩn. Tí nữa cái chổi quét quét phát là nó hết. Đây, vết bẩn này. Đấy, vết bẩn đấy. Đấy, chứ không phải vết xước. Dâu buộc nha, đời dâu buộc nha. Loa bên này rất đẹp. À, cũng trùng CD này. Nút gạt bát tem. Công suất 500W. À, cặp loa này thì em xin báo giá tới quý vị các bạn có giá là 5,2 triệu. 5,2 triệu cặp loa này. À, chiếc bên này đây. Đấy, lau là hết cái màng này. Mà anh em chịu khó lấy một cái chổi sơn ấy, quét đi quét lại thật kỹ vào đấy thì nó sẽ sạch những cái vết này. Đẹp đây, cái ốc ác của nó rất đẹp này. Đấy, chưa bị bong chóc gì cả luôn. Cặp loa này có giá là 5,4 triệu nhá. 5,2 triệu. 5,2 triệu. Còn sang đây, cặp loa này có độ đẹp mà hoàn thiện hơn. Cặp loa này đạt đến trên 90% độ đẹp. Trước tiên là đây cái căng của nó. Đây là bát của nó đây. Đây em cụ thể như cái quả loa bát này thì bên em luôn luôn dán tem vào đây này. Đấy, và em còn ký thêm cái chữ vào đây nữa cơ. Để đảm bảo cho anh em là khi anh em nhận hàng anh em có thể mở ra để kiểm tra. Đấy, côn nhện nó đây. Đấy, gân đã thay này. Dâu buộc này. Đấy. Và đây là phân tần của bên trong của loa. Phân tần này. Tép cũng thế đây. Đấy, tem của nó đây, bên em cũng dán tem đầy đủ bên em để cho anh em mà
hoàn toàn có thể được mở ra và kiểm chứng. Đấy, đem đây. Đảm bảo tới quý vị các bạn là anh em được quyền kiểm tra sản phẩm. Nếu như không phải sản phẩm xịn, em xin phép cam kết bồi thường quý vị các bạn đủ giá tiền của cặp loa. Nó sẽ trị giá khoảng chừng tầm 5 triệu gì đó. Cặp loa này cũng là đời tem xanh LVR. Góc cạnh này nét căng hơn, không bị xước sát gì. Đấy, các bác nhìn thật kỹ hộ em nhé. Số series của con này là 5010038. Đấy. Vâng, đợi em tí. Đấy. Cặp loa này sẽ có giá là 5,5 triệu. Đấy, chưa bao gồm tiền cước. Và tiền cước thì mỗi một cặp loa này thì em ship toàn quốc thì đều nhận đơn giá cho quý vị các bạn là giá là 200.000. Tiền cước ship đến tận nhà cho anh em để tránh cái tình trạng anh em bị độn giá lên theo đường bưu điện. Rồi, đấy là tất cả những gì là vừa giới thiệu đến quý vị các bạn. Còn chiếc âm ly này em đã chụp hình ảnh rất chi tiết, gửi hình cho bác ấy. Con này là con 203N đời 95. Vâng rồi. Đấy. Và giá cả thì bên hai bên đã làm việc với nhau ok rồi. Thì bây giờ thì em xin phép được đây. Quay cái xung quanh cho anh em xem này, sản phẩm đẹp đến mức nào. Cái phần hậu sau của nó chữ nét căng luôn. Con này là con xuất Hàn nên nó có đây. Thị trường nội địa Hàn. Đấy. Tín hiệu vào là cổng số 1 và cổng số 2 nhá. Tín hiệu ra súp là rắc này và rắc này. Còn đây là tín hiệu rắc mic. Dùng để chấm điểm lộn lên đầu đầu ngày xưa, đầu 6 số ngày xưa đấy. Rắc này lộn lên để chấm điểm. Đấy, bây giờ em đang lắp vào một cặp BMB. Giờ chúng ta cùng test một chút nhạc, mời anh em cùng nghe. Cắm mic mà. Đây đang dùng mic có dây. Chỉ có 3.5 một mic BBS có dây. Mã của mic là B50. Đây là mic này bên em đang trong quá trình thanh lý. Vẫn còn khoảng chừng tầm hơn 100 chiếc mic này nữa. Đấy. Lên 2 4 5 6 7 1 2 rất tốt luôn. Cảm ơn quý vị các bạn anh em đã xem ủng hộ kênh của Phạm Thức Auto. Kính chào quý vị các bạn. Mọi thông tin anh em có thể liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972192087. Cảm ơn quý vị các bạn.